Nếu như mà ai đã từng làm nhiều về tối ưu hóa kênh YouTube cũng như là các YouTuber khi mà đăng video lên YouTube đều sẽ biết hai cái chỉ số cực kỳ quan trọng mà YouTube nó luôn đề cập ở trên YouTube Studio. Cũng hai chỉ số đó nó ảnh hưởng tới tất cả các chỉ số khác trên video của bạn và nhất là lượt view. Hai chỉ số đó là gì? Đó chính là tỷ lệ nhấp và thời lượng xem. Đây chính là một trong những lý do mà mình nói làm YouTube cực kỳ stress, bởi vì khi mà mấy bạn vào YouTube Studio nó sẽ hiện hai cái chỉ số này lên đập vào mặt với bạn ngay lúc mấy bạn mới bấm vào luôn, và nó sẽ hiện nếu mà video mấy bạn đang làm tốt nó sẽ hiện màu xanh lá cây, còn nếu video mấy bạn làm không tốt là nó sẽ hiện màu xám và nó có mũi tên đi xuống. Nhìn là mỗi lần mà mình thấy video của mình mà có màu xám với lại mũi tên đi xuống như vậy là mình cảm thấy rất là buồn và stress. Đó là những cái mà mình cần phải phân tích được khi mà tối ưu hóa video cho kênh YouTube. Bạn phải tối ưu video như thế nào để mà hai cái chỉ số này nó càng cao càng tốt và cái kết quả là video của mấy bạn mới có nhiều view. Thì trong video này mình sẽ giúp các bạn làm sao hiểu được tỷ lệ nhấp là gì, watch time là gì, làm thế nào để tính được tỷ lệ nhấp luôn và làm thế nào để mà sử dụng được hai cái chỉ số này trong tối ưu hóa video cho YouTube để giúp bạn có thể có nhiều view hơn, tiếp cận được tới nhiều người xem hơn. Thì bây giờ mình sẽ cho mấy bạn coi cái video gần đây nhất mà mình có cái tỷ lệ nhấp cũng như là cái thời lượng xem khá là tốt. Thì mấy bạn có thể thấy đây, lúc mà mới bấm vào studio là nó sẽ hiện ngay những ba cái chỉ số này. Đầu tiên là view nè, tiếp theo là tỷ lệ nhấp và cái thứ ba là thời lượng xem trung bình. Thì đó, như mấy bạn thấy là nếu mà video này đang làm tốt á, nó hiện màu xanh, hiện màu xanh lá cây, thì nhìn mấy cái này rất là vui ha. Này có nghĩa là video mới đăng của bạn đang làm tốt hơn so với trung bình kênh. Trung bình kênh thôi nha, chứ không phải là trung bình toàn YouTube. Nếu mà bạn mà làm tốt hơn trung bình toàn YouTube là video này đảm bảo triệu view. Nhưng mà hiện tại thì video mới đăng này của mình chỉ mới làm tốt hơn những video khác trên kênh mà thôi, chứ nó cũng không có giúp cho video này kiếm được rất nhiều view ha. Thì mình còn cái video khác nữa mình mới đăng gần đây về cái cách sử dụng YouTube Studio. Thì video này mình không biết lý do như thế nào nhưng mà nó lại làm rất là tốt và cái chỉ số của nó rất là tốt ha. Đây, 455 view. Đây là video hiện tại mình thấy đang làm rất là tốt. Đó, thì mấy bạn có thể thấy là video này đang xếp hạng trên top rất là nhiều keyword. Nhưng mà cái này là bữa nay nó bị xuống rồi. Như mình nói trong những video trước á, khi mấy bạn lên top các keyword á, thì thường là lúc mới đăng video YouTube nó sẽ đẩy video của bạn lên rất nhiều keyword khác nhau. Nhưng mà sau một khoảng thời gian nhất định, có thể là một tuần, vài ngày hoặc là vài tháng, thì cái video của bạn sẽ bị sụt hạng, sụt xếp hạng trên các cái keyword đó nếu như mà video của bạn không có đủ hay. Thì trường hợp này có vẻ như là mình lên được khoảng 2-3 tuần, thì tới bữa nay mình check lại thì nó đã xuống các keyword này. Bữa trước thì mình thấy cái keyword cách sử dụng YouTube Studio này nè là video này của mình lên được tới top 7 luôn, nhưng mà hiện tại thì hình như là nó đã xuống rồi, nó bị xuống rồi. Nhưng mà dù sao thì đây cũng là một ví dụ hay để mấy bạn xem các cái chỉ số video của mình nó như thế nào. Đây, phạm vi tiếp cận. Mấy bạn nhấp vào phạm vi tiếp cận thì nó sẽ có các chỉ số như sau. Đầu tiên á, là cái lượt hiển thị hình thu nhỏ. Thì cái này đọc vô là hiểu rồi. Thì như mấy bạn thấy á, là lượt hiển thị hình thu nhỏ là tổng số lần hình thu nhỏ video hiển thị cho người xem kể từ khi video được xuất bản. Thì cái này có nghĩa là sao? Đơn giản, giờ mình vào youtube.com thì khi mà mình vào youtube.com thì mình sẽ thấy ngay là thumbnail của rất nhiều video khác nhau. Thì đây chính là một lượt hiển thị. Nếu như mà video của mấy bạn, cái hình thumbnail video mấy bạn hiện lên trước mặt màn hình của một người xem như thế này thì YouTube nó sẽ tính là một lượt hiển thị. Thì video của mình đã nhận được 14.200 lượt hiển thị. Thì đây là một con số cũng rất là thú vị, rất là cao luôn ha. Nhưng mà bị một cái, bây giờ nó mới vô cái tỷ lệ nhấp nè. Bị một cái là cái tỷ lệ nhấp của số lượt hiển thị hình thu nhỏ chỉ có 2%. Thì cái này nghĩa là sao? Nghĩa là trong 14.200 người nhìn thấy cái hình thumbnail của mình, chỉ có 2% người nhấn vào coi video. Có nghĩa là YouTube nó cho video của mình rất nhiều cơ hội để xuất hiện trên màn hình máy tính của nhiều người hoặc là màn hình TV, điện thoại, nhưng mà chỉ có 2% số người nhìn thấy video của mình bấm vào coi.
thì cái chỉ số 2% này thời điểm hiện tại thì mình thấy nó khá là thấp đối với kênh của mình thôi nha. Nhưng mà đối với những kênh khác á, thì nó sẽ có một cái tỷ lệ nhấp khác nhau dựa vào giống như là cái lượt tiếp cận của cái kênh đó. Nhưng mà về cơ bản á, thì tỷ lệ nhấp càng cao càng tốt. Thì càng cao càng tốt là bao nhiêu? Thì theo kinh nghiệm của mình trong 2 năm làm ở Yo Network á, tỷ lệ nhấp vào rơi vào khoảng 8% cho tới 15%, là một tỷ lệ nhấp cực kỳ tốt. Đó là cái tỷ lệ nhấp gọi là mơ ước. Mơ ước 15%, 20%. Mình đã từng thấy có anh chị làm được tỷ lệ nhấp 20%. Và tất nhiên là những cái video mà tỷ lệ nhấp cao như vậy á, thì nó sẽ rất là nhiều view, nó sẽ viral đó. Thì mình đã từng thấy có người làm được điều đó. Nhưng mà theo thời gian á, khi mà cái video nó tiếp cận tới một cái lượng người dùng lớn, thì cái tỷ lệ nhấp nó sẽ tự nhiên giảm xuống. Thì đó là cái chuyện bình thường. Mấy bạn cứ biết là cái việc mà tỷ lệ nhấp sau một thời gian dài nó giảm xuống sẽ là cái chuyện bình thường. Bởi vì mấy bạn cứ thử tưởng tượng nha, mới đầu khi mấy bạn public video á, thì nó YouTube nó sẽ đưa cho tới một nhóm người nhất định, ví dụ như là 100 người đi, 100 người subscriber kênh của bạn. Và nếu như mà tỷ lệ nhấp của kênh bạn lên tới 20%, nghĩa là 100 người nhìn thấy video của bạn thì có tới 20 người nhấp vào coi. Thì đó là một tín hiệu rất là tốt, và YouTube sẽ thấy như vậy, ồ, video này nhiều người thích coi quá ta, tới 20 người nhấp vào coi lận, 20 trên 100 người nhấp vào coi lận. Thì từ đó là YouTube nó sẽ mở rộng cái đối tượng ra hơn một chút. Ví dụ nó đẩy 100 người rồi, nó thấy ok quá, giờ mình thử đẩy tiếp tới 1.000 người. Thì tất nhiên á, cái việc ví dụ như là nó đẩy tới 100 người là những người đã từng xem kênh bạn, là những subscriber của kênh, thì khả năng cao là họ nhấp vào coi, đúng không? Nhưng mà khi mà YouTube bắt đầu đẩy ra những cái đối tượng rộng hơn, nghĩa là những cái người có thể là những người mới hoàn toàn chưa từng xem kênh bạn, thì trừ khi á là cái thumbnail của bạn rất rất là thu hút thì người ta mới bấm vô coi. Còn không á thì khả năng cao là những cái người mà không quen biết gì với kênh bạn họ sẽ không bấm vào coi. Thì đó chính là lý do khi mà YouTube nó càng đẩy ra cho nhiều đối tượng coi hơn, cái đối tượng càng rộng hơn, càng mới hơn, thì cái tỷ lệ nhấp của cái video của bạn sẽ dần dần đi xuống. Nhưng mà cho dù á, giống như ở trong video này nè, mấy bạn có thể thấy là những cái tỷ lệ nhấp sau này nó tăng lên, đúng không? 15%, 14%. Nhưng mà mấy bạn phải xem xét cái tỷ lệ nhấp cùng với cái lượt hiển thị thu nhỏ. Thì những ngày đầu đi, mình thấy tỷ lệ nhấp 2% nè, nhưng mà cái lượt hiển thị thu nhỏ ở những ngày đầu tiên, ví dụ 3 ngày đầu tiên đi, là rất là cao, là vào khoảng 11.000 người. 11.000 lượt hiển thị, nghĩa là nó hiển thị video của mình tới 11.000 lần. Và sau đó nó giảm lại, sau cái ngày thứ 3 này, từ ngày thứ 4, thứ 5 và thứ 6 thì nó chỉ tăng lên được khoảng 2.000 lượt hiển thị nữa thôi. Thì so sánh với lại cái tỷ lệ nhấp bên này, thì đó cũng là lúc mà cái tỷ lệ nhấp nó tăng lên. Nó tăng lên có nghĩa đơn giản mà nói là YouTube nó hiển thị cho ít người hơn thì tỷ lệ nhấp nó tăng lên. Thì con số này không có ý nghĩa nhiều lắm khi mà mấy bạn thấy tỷ lệ nhấp tăng lên mà lượt hiển thị thu nhỏ nó thấp, thì không có quá nhiều ý nghĩa. Bởi vì ví dụ như bây giờ một ngày YouTube nó chỉ hiển thị cho 100 người và cái tỷ lệ nhấp là khoảng 10%, thì đó là chỉ có khoảng 10 người coi thôi, là có 10 view à. Thì bây giờ cho dù tỷ lệ nhấp 10% nhưng mà 100 người nhìn thấy thì tính ra chỉ có 10 view thì cũng đâu có nhiêu đâu. Nếu mà để video mà viral, mà thực sự viral, thì bạn phải có cái tỷ lệ nhấp cao, ví dụ là 10%, và cái lượt hiển thị thu nhỏ phải cực kỳ cao. Nghĩa là ví dụ như là YouTube nó hiển thị cho tới 100.000 người nhìn thấy và tỷ lệ nhấp của bạn là 10%, thì lúc đó cái lượng view sẽ là 10.000. Lượng view sẽ là 10.000. Đối với bạn thấy sự khác biệt không? Thì đó, khi mà mấy bạn phân tích cái chỉ số tỷ lệ nhấp này, mấy bạn phải nhìn vào luôn cả cái yếu tố lượt hiển thị hình thu nhỏ nữa, thì mình mới có sự nhận định hợp lý là liệu video này có đang làm tốt hay không. Thì giống như mấy bạn thấy, còn không thì mình chỉ cần nhìn cái lượt tỷ lệ nhấp trung bình là hiểu rồi ha. Ví dụ ở đây tỷ lệ nhấp trung bình có 2% thôi, thì mấy cái dưới này cho dù nó lên mười mấy phần trăm đi nữa thì
nó cũng không giúp tăng được cái lượt hiển thị trung bình lên, bởi vì cái tỷ lệ nhấp trung bình lên. Bởi vì cái tỷ lệ nhấp trung bình nó tính như thế nào? Đơn giản là mấy bạn lấy số lượt view, mấy bạn chia cho lượt hiển thị thu nhỏ, mấy bạn nhân 100 là sẽ ra được phần trăm tỷ lệ nhấp. Mình sẽ tính cho mấy bạn coi ha. Rồi video này view 455 thì mấy bạn lấy 455 chia cho 14.200 nhân cho 100, tỷ lệ nhấp 3.2%. Nó thì như mấy bạn thấy là nó gần đúng, thì tại sao nó lại có sự chênh lệch như vậy? Theo mình nghĩ là do nó có nhiều lượng view khác nhau. Bởi vì có một số lượt view nó từ trong danh sách phát vô nữa, thì khả năng là nó không trực tiếp hoặc không xác định. Nghĩa là một số các lượng view, ví dụ như trực tiếp hoặc không xác định này nè, là do người ta share link. Nghĩa là khi giống như là mình share cái link của mình trên một trang cộng đồng nào đó và họ nhấp vô coi, thì nó sẽ tính vào là view này, trực tiếp hoặc không xác định. Thì cái view này nó không có tỷ lệ nhấp. Tại sao? Mấy bạn hiểu đơn giản thôi. Khi mà mấy bạn share có link đó, thì hên xui có lúc nó sẽ hiển thị cái thumbnail của video bạn lên, nhưng mà có lúc thì nó không hiển thị. Nhiều khi là mấy bạn chỉ thấy mỗi cái đường link thôi, thì nó sẽ không tính tỷ lệ nhấp trong đây ha. Mình sẽ bật vào coi chế độ nâng cao luôn để mấy bạn thấy coi là nó có tính tỷ lệ nhấp không ha. Đây thì khi mấy bạn vào chế độ nâng cao và vào phần nguồn lượng truy cập, mấy bạn có thể thấy đây, ở phần trực tiếp hoặc không xác định nó sẽ không có lượt hiển thị cũng như là tỷ lệ nhấp, bởi vì đây là từ ngoài YouTube, view từ ngoài YouTube vào, nên là YouTube nó không xác định được cái lượt hiển thị nó là bao nhiêu và tỷ lệ nhấp là bao nhiêu, cũng như là các tính năng khác nè. Đó thì mình nghĩ là đó là cái mà nó ảnh hưởng tới cái tỷ lệ nhấp của YouTube, và YouTube nó tính ra 2%, còn mình tính ra 3.2%, thì nó cũng tương đương, cũng không có khác nhau nhiều lắm. Như nãy giờ mình nói thì chắc là mấy bạn đã hiểu được cái tỷ lệ nhấp là gì rồi. Tỷ lệ nhấp là một chỉ số quan trọng nhất khi mà làm YouTube. Bởi vì mấy bạn thử suy nghĩ đi, khi mà mình bấm vào youtube.com như thế này, nó hiện lên một lượt hiển thị, thì cái việc á, mà người ta nhấp vào coi là cực kỳ quan trọng. Bởi vì bạn phải làm sao cái thumbnail của bạn thật là hay, cái tiêu đề thật là thu hút, thì người ta mới bấm vào, rồi từ đó mấy bạn mới có view đúng không? Thì cái tỷ lệ nhấp chính là cái đầu tiên giúp cho các bạn có view. Đó là lý do tại sao mà YouTube nó rất coi trọng cái chỉ số tỷ lệ nhấp này. Và nhiều khi một số các cái nội dung đặc biệt, ví dụ như nội dung Bolero, thì mấy bạn không nhất thiết phải có cái watch time quá cao. Mặc dù watch time cao là cực kỳ tốt, nhưng mà nhiều khi đó là mình đã từng thấy trường hợp là watch time rất thấp nhưng mà view vẫn rất nhiều, bởi vì đơn giản là cái tỷ lệ nhấp nó cao. Nghĩa là cứ nhấp vô coi khoảng 1 phút là tính 1 view rồi. Nhưng mà không có nghĩa là cái watch time không quan trọng nha. Một video mà muốn thật sự mà viral và lên top trending luôn thì mấy bạn phải đảm bảo được hai cái yếu tố đó cao như nhau. Chứ nếu nhiều khi mà ví dụ như là mấy bạn có tỷ lệ nhấp cao nhưng mà thời lượng xem trung bình nó lại quá thấp, thì YouTube nó sẽ thấy là ồ, đây là một tín hiệu không tốt, và có thể giống như là clickbait. Clickbait là gì? Clickbait có nghĩa là bạn lừa cho người ta nhấp vô bằng một cách thức nào đó. Ví dụ là bạn để hình hot girl các kiểu, người ta nhấp vô coi nhưng mà trong video của bạn lại không có hot girl và người ta out ra. Thì đó là một cái tín hiệu mà YouTube nó thấy là video này không có chất lượng tốt cho lắm. Thì tại vì YouTube nó đang ngày càng thông minh rồi, máy nó đang được học ngày càng nhiều dữ liệu hơn, nên là nó có thể đánh giá được là video này có phải là lừa đảo hay không. Thì nói lừa đảo cũng hơi nặng, nhưng mà thực chất nó là như vậy. Thì YouTube nó đã bắt đầu đánh giá được rồi, nên là bây giờ mà mấy bạn còn sử dụng cái tuyệt chiêu gọi là nói quá lên quá nhiều trong cái thumbnail nhưng mà cái video của bạn lại không có làm thỏa mãn được cái thumbnail đó, thì khả năng cao là YouTube nó cũng sẽ không đẩy video của bạn ra cho nhiều người coi. Thì đó là cái mà mấy bạn phải hiểu à. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua tìm hiểu thêm về cái quan trọng thứ hai, chính là cái watch time, thời lượng xem. Thì mấy bạn coi thời lượng xem ở đâu? Mấy bạn vào số liệu phân tích nè, và chúng ta bấm vào mức độ tương tác. Thì đây chính là nơi mà YouTube đánh giá coi là mức độ tương tác của khán giả, của viewer tới video của bạn như thế nào sau khi họ đã nhấp vào coi. Thì như mấy bạn thấy á,
nó sẽ xuất hiện hai chỉ số chính là thời gian xem và cái chỉ số thứ hai là thời lượng xem trung bình. Thì thường á, cái thời gian xem này mình sẽ không quan tâm lắm, nhưng mà nó cao thì tốt thôi. Thời gian xem này chính là tổng thời lượng xem mà người xem dành cho video của bạn. Ví dụ như trong video này của mình có 455 view, thì nghĩa là 455 người xem đó, tổng lại thời lượng xem của 455 viewer đó nó sẽ là 38,2 giờ. Thì đó chính là cái ý nghĩa của thời gian xem ạ. Nhưng mà cái mà mình thường nhìn á chính là cái thời lượng xem trung bình. Thời lượng xem trung bình nghĩa là tổng thời gian xem chia cho cái số lượng view. Cơ bản là mình sẽ lấy 38,2 chia cho 455 người coi, thì cái này sẽ là 0.08 giờ. 1 giờ là 60 phút, nhân 60 phút sẽ ra được 5 phút thôi. Mấy bạn thấy gần đúng không? 5 phút 03. Thì như mấy bạn thấy là tính ra gần đúng. Thì đó chính là thời lượng xem trung bình. Phép tính cũng đơn giản thôi, tính trung bình mà chắc ai cũng biết. Thì hiện tại video của mình đang làm tốt hơn so với những video khác, là cao hơn 0.32 giây so với bình thường. Thì đây cũng là một chỉ số rất là hay, và chỉ số này càng cao càng tốt. Đối với những video dài á, ví dụ video 1 tiếng á, thì chỉ số này nên là 15 phút cho tới 20 phút. Thì mình thấy là video đó sẽ khả năng là rất có nhiều view. Kiểu như chỗ này mình nhìn là chỉ biết là video mình đang làm tốt hay không tốt. Nhưng mà nếu mà mấy bạn muốn biết á, là video mấy bạn làm tốt ở chỗ nào, chỗ nào người ta coi lâu hơn bình thường, hay là chỗ nào người ta không thèm coi mà out ra hết, thì mấy bạn có thể kéo xuống dưới một chút, sẽ có một chỉ số rất là thú vị. Đó gọi là tỷ lệ giữ chân người xem. Đây là một cái chỉ số cực kỳ quan trọng để giúp cho mấy bạn có thể phân tích video chỗ nào hay, chỗ nào dở, chỗ nào người ta coi lâu và chỗ nào người ta không thèm coi, để mà mấy bạn có thể rút kinh nghiệm cho những video sau này. Ví dụ như là mình thấy khúc này nó out ra nhiều nè, mình coi xong và mình thấy ồ, có lẽ là do mình nói lâu quá, mình nói kiểu dài dòng quá, thì lúc sau á, những video sau mình sẽ rút kinh nghiệm và cắt cái đoạn đó ra, cắt những đoạn mình nói dài dòng ra cho video nó ngắn gọn, xúc tích và vô ý, thì lúc đó nó sẽ cải thiện được watch time của những video sau này của mình. Thì cách xem như thế nào? Thì như các bạn thấy ở đây là cái tỷ lệ giữ chân người xem này nó sẽ update bị chậm hơn so với cái chỉ số thời lượng xem trung bình ở trên ha. Mình không biết lý do tại sao, nhưng mà chắc là nó mất nhiều thời gian hơn để mà phân tích ra được chỉ số này cho mình coi. Thì hiện tại á, cái phần trăm đã xem trung bình thì cũng được, không ok lắm, 13.8%. Cái chỉ số này có nghĩa là trên cái số lượt view là 455 view đó, thì trung bình tụi nó chỉ coi có 13.8% video của mình. Nghĩa là cái độ dài của video của mấy bạn là, ví dụ video này của mình là 35 phút đi, nghĩa là tụi nó không coi hết 35 phút đâu, mà tụi nó chỉ coi trung bình đâu đó khoảng 13% thôi, 13% video thôi, thì nó không có được tốt lắm ha. Theo kinh nghiệm của mình một lần nữa, thì đối với những video dài á, thì cái tỷ lệ này càng cao càng tốt, và nó khoảng, mình thấy, mình nhớ là khoảng 20% là sẽ rất là ok. Còn đối với những video ngắn, video càng ngắn thì cái phần trăm phải càng cao, và nhất là đối với những video short, YouTube short 60 giây thì cái tỷ lệ này mấy bạn nên là 90% trở lên thì cái short đó mới viral. Đó, thì video càng ngắn thì cái phần trăm phải càng cao, bởi vì cái watch time nó đâu có cao đâu. Ví dụ video có 60 giây thì bây giờ cho dù có coi 100% thì cũng chỉ là cái thời lượng xem trung bình cũng chỉ là 60 giây thôi, thì nó không thể bằng cái video 35 phút 13%, nhưng mà coi tới 4 gần 5 phút thì nó rất là khác nhau. Mình thấy có cái chiêu mà mấy bạn TikTok hay sử dụng á, là làm cho video nó lúp lại, làm lúp video lại, là nghĩa là họ coi hết video xong video nó tự quay lại đoạn đầu, và cái cảm giác là đoạn đuôi với đoạn đầu nó nối với nhau á, người coi á, sẽ không biết được là video nó đã hết hay chưa. Thì khả năng á, là ví dụ video 60 giây đi thì nó quay lại đoạn đầu, thì người ta khả năng là người ta hay coi tới 70 giây, hoặc là nếu mà video bạn làm quá tốt đi họ coi lại 2-3 lần, thì tính ra là video của bạn thời lượng chỉ có 60 giây, nhưng mà thời lượng xem trung bình nó lại tới 1-2 phút.
thì đó là chỉ số cực kỳ tốt và khả năng cao là nó sẽ viral. Đó là một trong những chỉ số cần coi ha. Cái tiếp theo rất là hay luôn, đó chính là cái graph này, cái đồ thị này. Đây chính là khoảnh khắc giữ người xem hiệu quả nhất. Thì cũng đúng như cái tên của cái đồ thị là nó sẽ cho mấy bạn thấy á, là chỗ nào người ta coi nhiều và chỗ nào người ta không coi, người ta out ra. Thì ví dụ như mấy bạn nhìn ở đây nè, trong phần intro của video này của mình, trong sau 21 giây đầu tiên thì ví dụ như là 100 thằng coi, thì sau 20 giây chỉ còn lại có 46 thằng coi và hết 54 thằng out ra không coi nữa. Thì giống như mình nói ở những video trước, cái intro nhất là 30 giây đầu tiên cực kỳ quan trọng, và YouTube nó cũng tô chỗ đó luôn, mấy bạn thấy không? Nó đánh dấu đoạn mở đầu cho mấy bạn, khán giả vẫn xem tiếp vào khoảng giây thứ 30. Đó, mấy bạn thấy chỉ số này nó quan trọng tới mức mà YouTube nó để vô đây cho mấy bạn chú ý luôn. Nghĩa là khi mà mấy bạn làm video á, là phải chú ý 30 giây đầu tiên của video các bạn. Không cần biết là cái đoạn sau nó như thế nào, nhưng mà 30 giây đầu mấy bạn phải bỏ thật nhiều công thức vô, phải làm thật nhiều trò vô để mà giữ chân người ta lại. Phải hiệu ứng, phải nhạc, phải... Hoặc là kiểu như mình sẽ đặt ra những câu hỏi hay là các kiểu, nói chung là làm mọi cách chăm chút cái intro để cho nó giữ chân người ta càng lâu càng tốt. Thì ở video này mình giữ chân, cái tỷ lệ giữ chân của mình cũng khá tốt, nhưng mà mình sẽ ưng ý hơn nếu con số này là 60%, và 60% là đảm bảo là video đó sẽ nhiều view luôn ha. Mình sẽ ví dụ cho mấy bạn một cái video trước mình làm, và cái intro mình làm rất là nhiều hiệu ứng và nó đùng đùng. Video này đang là 1600 view, thì mức độ tương tác nè, đó, mấy bạn thấy thời lượng xem trung bình 6 gần 7 phút rất là cao ha. Mà video này chỉ có 18 phút thôi, tỷ lệ phần trăm nó cao hơn, sẽ cao hơn nhiều so với lại cái video hồi nãy. Tỷ lệ phần trăm trung bình tới 38,2% là khá là cao. Video này cực kỳ tốt, sau 30 giây đầu tiên có tới 63% người tiếp tục coi. Chưa có làm ra được video nào ngang ngửa với cái video du học này của mình, cho nên là đây vẫn là video nhiều view, có thể gọi là nhiều view nhất trên kênh mình. Mình không nhớ là có video nào cao view hơn không, mặc dù là tỷ lệ nhấp không cao, tỷ lệ nhấp 2.8 thôi, nhưng mà do là video watch time nó quá tốt đi, nên là YouTube nó vẫn sẽ tiếp tục đẩy ra cho nhiều người coi hơn. Thì đó chính là cái cách mà mấy bạn coi về số liệu phân tích là thời lượng xem ha. Chắc chắn là mấy bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là tỷ lệ nhấp quan trọng hơn hay là watch time quan trọng hơn. Theo mình, cả hai cái nó đều quan trọng, và nếu như mà mấy bạn có thể làm cho hai cái nó đều tốt như nhau thì chắc chắn là video của bạn sẽ viral. Còn nếu chỉ có một trong hai á, thì khả năng là nó chỉ có nhiều view thôi, chứ chưa chắc là nó đã viral. Cái hồi đợt mà mình làm ở công ty Vô Network, cái giai đoạn đó mình làm ca cổ, thì mình có nghĩ ra được một cái idea là ca cổ hơi dài đo dây, nghĩa là mình đo cái hơi của người nghệ sĩ coi là họ hát được tối đa bao nhiêu giây, 1 phút, 2 phút hay là gì đó, kiểu như 90 giây gì đó là ghê lắm. Thì mình bỏ cái đồng hồ đếm giờ vào trong cái video và nó tạo ra một cái gì đó rất là mới lạ trong cái thị trường ca cổ đó, và nó tạo ra sự khác biệt và mới lạ và hay, và giống như là gãi ngứa đúng chỗ cho người xem vậy á. Bởi vì nó gãi đúng cái vấn đề mà người ta đang kiểu đau đấu đó giờ, nghĩa là so sánh coi là nghệ sĩ nào ca dài hơn, thì mình lại gãi ngay đúng cái chỗ ngứa đó, là mình bỏ cái đồng hồ vô cho người ta thấy là nghệ sĩ này họ ca tới 54 giây so với người kia chỉ ca có 32 giây thôi, ví dụ vậy. Thì nó gãi ngứa đúng chỗ, thành ra là cái giai đoạn đó mình làm ra cái video đó, cái thời lượng xem nó rất là cao, cộng với việc là cái tỷ lệ nhấp. Thật ra mà nói thì mình không biết là có phải là do cái video nó hay trước rồi cái tỷ lệ nhấp nó mới lên sau hay không, nhưng mà đó cũng mình cũng có một cái giả thuyết như vậy. Ví dụ như nếu mà nội dung của mấy bạn làm ra cực kỳ hay, nó đánh đúng người đúng chỗ và gãi ngứa đúng chỗ giống như cái đo dây đó của mình, thì có thể giai đoạn đầu á, người ta chưa quen, người ta thấy ví dụ như hồi đó mình để cái tên gọi là vọng cổ hơi dài đại chiến cặp đôi, thì có thể là hồi lúc trước á, lúc mà người ta coi những cái ca cổ khác rất là bình thường á, nó sẽ không có để những cái câu đại chiến cặp đôi như thế này,
và nó chỉ để đơn giản là cá bụng cổ hơi dài hay nhức nách, hay là cá bụng cổ hơi dài hay nhức nhói kiểu vậy thôi. Thì cái này nó là một cái rất là lạ đối với người xem. Cái lúc đầu á thì cái tỷ lệ nhấp nó không cao lắm, nó bình thường thôi, nhưng mà kiểu như là sau khi mà người ta bấm vô coi rồi đó, và người ta coi rất là lâu. Đợt đó mình làm có video họ coi tới tận 20 phút, mà video này mấy bạn thấy tới 2 tiếng mấy, coi tới 20 phút, 18 phút, 20 mấy phút, thì đó là một chỉ số, một tín hiệu rất là tốt mà YouTube nó thấy là ồ, video này hay quá. Và kiểu như là lúc đó là YouTube nó sẽ bắt đầu nó đẩy ra cho người ta liên tục, và mình có cảm giác là YouTube nó ép người dùng coi luôn á. Kiểu như là nhiều khi mấy bạn có cảm giác là có cái video nào đó nó cứ xuất hiện hoài ở trên cái trang chủ máy tính của bạn không? Kiểu như là tới một cái mức mà giống như là YouTube nó đang kiểu mày coi giùm tao đi, video này hay lắm, coi đi, nó hiện lên hoài luôn. Thì mình đang có một cái giả thiết là nếu như mà mấy bạn làm ra được một cái video nội dung rất là hay và nó được kiểu như là người ta chứng nhận á, nghĩa là mặc dù là tỷ lệ nhấp nó không cao, nhưng mà sau khi những cái người mà bấm vô coi á, họ coi rất là lâu và họ để lại những tín hiệu tích cực như là like, comment, share và rất là nhiều comment tích cực, rất là nhiều like, thì khả năng mình nghĩ là YouTube nó sẽ đẩy rất là mạnh và nó sẽ vẫn tiếp tục đẩy cho dù là tỷ lệ nhấp không cao. Thì đó là giả thiết của mình. Ok, thì nói nãy giờ hơi bị dài dòng, thì nói túm lại, hai chỉ số quan trọng nhất mà mấy bạn cần phải hiểu nãy giờ chính là tỷ lệ nhấp và thời lượng xem. Thì có một cái ảnh hưởng rất lớn tới hai chỉ số này, đó chính là keyword trong YouTube SEO. Thì tại sao keyword lại ảnh hưởng rất lớn tới hai chỉ số này? Ví dụ mấy bạn làm ra một cái video rap hip hop cực kỳ hay, mấy bạn kiểu đây là sản phẩm hay nhất mình từng làm ra, và kiểu up lên là chắc chắn được triệu view. Nhưng mà mấy bạn lại để tên là bolero chẳng hạn, và để những cái keyword như là cha 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 bolero, khả năng cao là tỷ lệ nhấp vào watch time sẽ không cao và video đó có thể die luôn, bởi vì YouTube nó sẽ bị hiểu sai cái đối tượng khán giả mà bạn đang muốn hướng tới. Giống như là video mấy bạn làm về nhạc hip hop, nhưng mà mấy bạn lại toàn để những keyword liên quan tới bolero, YouTube nó đẩy ra tới những cái đối tượng người muốn coi bolero hoặc là cha cha cha, thì những cái người đó thấy video hip hop thì khả năng họ sẽ không bấm vào coi, cũng như là cho dù có bấm vô coi thì cũng không coi lâu, bởi vì đó không phải là cái mà họ đang tìm kiếm, cũng như là không phải là cái thể loại nhạc mà họ đang muốn nghe. Thì cái chuyện mà nghiên cứu keyword cũng như là làm keyword, tối ưu hóa keyword cho video của các bạn cũng rất quan trọng, để mà giúp cho đẩy mạnh hơn cái tỷ lệ nhấp cũng như là cái watch time video của bạn lên. Trong hai cái video ngay trên đây, một cái thì mình nói rất kỹ về cách nghiên cứu keyword, cũng như cái bên này là mình nói về cái cách phân tích đối thủ cạnh tranh trên từng cái keyword, thì mấy bạn có thể nhấp vào coi tiếp hai video này để biết làm thế nào bỏ đúng cái keyword cho cái video của mấy bạn, từ đó sẽ giúp mấy bạn có thời lượng xem cao cũng như là tỷ lệ nhấp cao, và hy vọng là sẽ có nhiều view. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo.